giá vàng hôm nay ngày 10 tháng 9 ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ khi các nhà đầu cơ kỳ vọng vào một cục dự trữ liên bang Mỹ Fed ôn hòa sau khi báo cáo việc làm gần đây được công bố. Thị trường trong nước và quốc tế đều cho thấy những dấu hiệu tích cực với giá vàng duy trì đà tăng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Tại thời điểm khảo sát vào lúc 5 giờ sáng nay, giá vàng 9.999 tại nhiều doanh nghiệp lớn đã có những thay đổi. Cụ thể, tại Doji, giá vàng 9.999 được niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng trên lượng, mua vào và 80,5 triệu đồng trên lượng, bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC thời điểm này đang được niêm yết với mức giá mua vào là 79,5 triệu đồng trên lượng và bán ra là 80,5 triệu đồng trên lượng. Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này niêm yết giá vàng SJC ở mức 78,5 triệu đồng trên lượng, mua vào và 80,5 triệu đồng trên lượng, bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng SJC tương tự, ở mức 78,5 triệu đồng trên lượng, mua vào và 80,5 triệu đồng trên lượng, bán ra. Trên thị trường quốc tế, theo số liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay vào lúc 5 giờ sáng nay đạt mức 2.506,27 USD trên ounce, tăng 10,15 USD so với phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank hiện hành, giá vàng thế giới vào khoảng 73,684 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế, phí, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 4,816 triệu đồng trên lượng. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10 tháng 9 cụ thể như sau. Xăng E5 RON 92 không quá 19.979 đồng trên lít. Xăng RON 95, 3 không quá 20.827 đồng trên lít. Dầu hỏa không quá 18.724 đồng trên lít. Giá lúa gạo hôm nay ngày 10 tháng 9 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng giảm trái chiều khi điều chỉnh tăng với gạo và giảm với lúa. Cụ thể, gạo IG50.404 có giá ở mức 7.600, 7.900 đồng trên kg, giảm 100, 200 đồng trên kg. Lúa Đài Thơm 8 ở mức giá 8.300, giảm 200 đồng trên kg. Lúa OM 5.451 ở mức 8.000, 8.200 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng trên kg, gạo Jasmine 18.000, 20.000 đồng trên kg, gạo Nàng Hoa 20.000 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000, 16.000 đồng trên kg, thơm thái hạt dài 20.000, 21.000 đồng trên kg, gạo Hương Lài 20.000 đồng trên kg. Bạn thấy giá cả thị trường hôm nay như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé!